Lũ ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 sẽ về muộn hơn mọi năm, cảnh báo dao động ở mức BD1, BD2. Thánh kem trộn chính thức bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 1.200 sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng. Khuyến cáo cấm lưu hành thuốc lá điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ phát trong bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay, và tôi là Lan Nhi. Tôi là Bích Hồng, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị xuyên suốt bản tin hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2020, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá, tuần lễ quốc gia không thuốc lá. Hãy cùng chương trình lan tỏa thông điệp nói không với thuốc lá để bảo vệ cho sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu quý vị nha. Và vẫn như điểm hẹn, phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ là thời lượng chúng tôi dành cho chuyên mục Tình người miền Tây. Còn bây giờ không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi thông tin nóng đầu tiên của chương trình. Bộ Y tế Nga đã cấp phép loại thuốc nội địa đầu tiên có tên gọi là Avifavir để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. Thuốc Avifavir được phát triển bởi Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga RGIF, Quỹ Quản lý Tài sản Quốc gia Nga và Tập đoàn Chembra, là một nhóm đầu tư và nghiên cứu dược phẩm của Nga. Đây là loại thuốc chống virus SARS-CoV-2 đầu tiên được đăng ký điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Nga. Avifavir cũng là loại thuốc kháng COVID-19 hứa hẹn nhất trên thế giới cho đến thời điểm này. Chính quyền Đài Loan ngày 30 tháng 5 cho biết đã chấp nhận việc sử dụng Remdesivir, loại thuốc tiềm năng của công ty Eisin Gilead Sciences Mỹ, vào điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra. Trong các nghiên cứu, thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển virus corona gây bệnh tương tự như COVID-19, bao gồm hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng SARS và hội chứng hô hấp trung đông MERS. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết năm 2020, dự báo bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động tương đương trung bình nhiều năm. Khả năng xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đối với tình hình diễn biến lũ ở sông Cửu Long, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, năm 2020 có ít khả năng xuất hiện lũ sớm ở đồng bằng Nam Bộ. Cụ thể, đỉnh lũ trong năm ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc dao động khoảng từ báo động 1 đến báo động 2, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2 đến 0,4 m. Trong thời gian xuất hiện đỉnh lũ, dự báo khoảng cuối tháng 9 năm 2020. Tổng cục Thủy lợi cũng lưu ý, khu vực thuộc vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của lũ kết hợp với triều cường năm 2020 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, nên có khoảng 474 ô bao có nguy cơ ảnh hưởng, với tổng diện tích sản xuất khoảng 120.000 ha. Trong số này, Đồng Tháp có 44 ô bao ảnh hưởng khoảng 10.000 ha, Hậu Giang có 136 ô bao ảnh hưởng 26.000 ha, Tiền Giang có 9 ô bao ảnh hưởng 5.900 ha, Vĩnh Long có 158 ô bao ảnh hưởng 38.000 ha, Thành phố Cần Thơ có 86 ô bao ảnh hưởng 17.000 ha. Vì vậy, các địa phương cần rà soát để gia cố và có giải pháp ứng phó phù hợp. Bên cạnh đó, cần tổ chức sản xuất sớm lúa thu đông để né lũ. Sau khi thu hoạch lúa xong, cần nhanh chóng xả lũ vào nồi đồng để lấy phù sa và vệ sinh đồng ruộng. Chúng tôi xin chuyển sang thông tin nóng ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng nay, một đám cháy đã bùng lên dữ dội tại căn nhà 2 tầng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt để giải cứu 7 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 5, Công an quận Bình Tân đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 29 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bao trùm cả căn nhà và có nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dùng dụng cụ chuyên dụng vào bên trong để cứu người và nỗ lực dập tắt đám cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được 5 người mắc kẹt và hướng dẫn 2 người trong căn nhà ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ban đầu xác định diện tích cháy 50m2 trên 150m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Còn vào tối qua, tại khu vực chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi một vụ tai nạn đường sắt. Theo đó, khi tàu hỏa số hiệu SNT2 chạy hướng Nam Bắc đã tông trúng một người đàn ông, khiến người này tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 30 tháng 5, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 35 tuổi đi bộ trên đường ray xe lửa. Cú tông mạnh làm người đàn ông văng ra xa nhiều mét và tử vong tại chỗ. Sau đó, lái tàu đã cho dừng đoàn tàu và gọi điện trình báo công an địa phương. Ít phút sau, công an quận Thủ Đức có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo người dân, người đàn ông này ngồi ở gần đó từ lúc chiều
và hỏi mấy giờ thì tàu hỏa chạy. Khi đoàn tàu tới thì ông này lao ra. Do trên người không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Uông Nguyên là cái tên không phải xa lạ với cư dân mạng bởi cô gái Bình Định này được gọi là thánh kem trộn với những màn chốt đơn liên tục các sản phẩm làm trắng da với công thức không ai dám làm, ví dụ như dung dịch vệ sinh phụ nữ. Thế nhưng mà không hiểu sao đã có hàng ngàn người xem và đặt mua các sản phẩm này. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra và tạm giữ gần đến 1.200 mỹ phẩm làm đẹp tự pha của hot girl này. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường Bình Định tạm giữ lô hàng gần 1.200 hộp mỹ phẩm gồm kem trộn, bột tắm trắng, kem kích trắng của Nguyễn Thị Uông Nguyên ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định do không có nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Lô hàng này được lực lượng chức năng phát hiện khi kiểm tra nơi sản xuất mỹ phẩm của bà Nguyên vào ngày 27 tháng 5. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyên không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các vật dụng dùng để pha trộn mỹ phẩm của Nguyên như cân đồng hồ, muỗng, vỏ bao bì chứa nguyên liệu. Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Thị Uông Nguyên khai nhận hàng ngày lên mạng xã hội Facebook livestream thu hút hàng ngàn lượt xem để rao bán mỹ phẩm do mình sản xuất. Mỹ phẩm này được chính Nguyên pha trộn nhiều loại kem khác nhau, chia ra thành nhiều hũ để bán cho khách hàng. Cũng trong các clip livestream của mình, Nguyên không ngại chia sẻ công thức dưỡng trắng tại nhà, từ sữa tắm em bé chai vàng, dung dịch vệ sinh phụ nữ chai xanh, bia và sữa tươi, rồi sau đó xức kem trộn và ủ bằng áo mưa. Hiện nay, nhờ chuyển đổi đất lúa kèm hiệu quả thay bằng hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái, đặc biệt là các cây trồng có thế mạnh như bắp, ớt, khoai lang, rất nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp đã có được thu nhập cao hơn so với trồng lúa từ 2 đến 3 lần. Đặc biệt hơn là nhiều nông dân trồng bắp ở đây đã đỡ vất vả hơn khi hướng tới trồng bắp bán luôn cả cây lẫn trái, vừa mang lại lợi nhuận cao, vừa giảm được chi phí, thời gian chăm sóc. Nói đến đây thì chắc có lẽ không ít bà con chúng ta thắc mắc vì sao lại bán luôn cả nguyên cây bắp phải không ạ? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Thông thường người trồng bắp khoảng 3 tháng rưỡi mới có thể thu hoạch bán trái. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều nông dân trồng bắp ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự trồng bắp khoảng 2 tháng rưỡi. Khi cây bắp bắt đầu cho trái non thì đã có người đến tận ruộng mua mão cả cây lẫn trái. Theo đó, mỗi công trồng bắp được mua với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng một công, tùy vào số lượng cây bắp và trái trên diện tích trồng. Sau khi thỏa thuận, cây bắp được chặt tận gốc, lấy cả cây và trái đưa vào máy nghiền nát làm thức ăn cho nuôi bò sữa. Theo người thu mua cho biết, với khoảng 2,5 công bắp, sau khi nghiền nát ra được khoảng 6 đến 7 tấn nguyên liệu làm thức ăn cho bò sữa. Số nguyên liệu này sẽ được vận chuyển về và ủ chua, sau đó trở thành thức ăn cho bò sữa. Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.700 hectare trồng bắp, riêng tại huyện Hồng Ngự có hơn 930 hectare trồng bắp, chủ yếu được trồng tập trung tại xã Thường Phước 1, Phú Thuận B, Long Khánh A và thị trấn Thường Thới Tiền. Việc bán bắp theo hình thức này giúp người nông dân giảm chi phí, thời gian chăm sóc và thu nhập ổn định, không lo về năng suất và giá bắp thương phẩm. Trong đó, hưởng lợi nhiều nhất là những hộ trồng bắp bị chuột cắn phá, cầm chắc thua lỗ do giảm năng suất, thì nay lại được mua theo hình thức này nên nông dân rất phấn khởi vì diện tích trồng bắp vụ này vẫn đảm bảo lợi nhuận. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp sử dụng thuốc lá là yếu tố nguy cơ thứ hai trong 10 yếu tố nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe người dân ở các nước đang phát triển. Trong thế kỷ 20, trên thế giới đã có 100 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Và thuốc lá điện tử hiện nay đang trở thành trào lưu mới của giới trẻ Việt Nam. Có không ít nhà sản xuất quảng cáo rằng hút thuốc lá điện tử sẽ ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, WHO đã khuyến cáo các quốc gia nên cấm lưu hành thuốc lá điện tử bởi tác hại mà loại thuốc này mang lại cũng không thua kém gì so với thuốc lá truyền thống. Dễ hút và được quảng cáo là ít độc hại hơn. Đó là lý do khiến thuốc lá điện tử đang thu hút thế hệ trẻ tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Bộ Y tế, hiện nay tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam có giảm từ trên 53% nam giới trưởng thành xuống còn trên 45%, ở nữ giới giảm 2% xuống còn 1,1%, nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lại tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Thuốc lá điện tử em nghĩ là không độc hại bằng thuốc lá điếu, vì là thì bây giờ em thấy càng ngày càng có nhiều người và những người có điều kiện người ta chuyển từ thuốc lá điếu chuyển sang thuốc lá điện tử, và cái này nó cũng có thể là giúp cho mình cai được cái thuốc lá điếu. Cho nên em nghĩ là nó sẽ có ít chất độc hại hơn là thuốc lá điếu thường.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, các nhà nghiên cứu đều chỉ ra rằng thuốc lá điện tử vẫn rất nguy hại cho sức khỏe và không giúp cai được thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo như cấm quảng cáo thuốc lá điện tử, áp thuế với sản phẩm này, đặc biệt là yêu cầu làm rõ những thông tin chưa được chứng minh về lợi ích của thuốc lá điện tử. Đây được xem là những gợi ý để ban hành quy định về thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Chúng ta đều biết là các cái tập đoàn thuốc lá, người ta dùng rất nhiều những các cái cách tiếp thị rất là hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn cho giới trẻ, để mà lôi cuốn giới trẻ tham gia vào cái việc sử dụng thuốc lá cùng với họ. Thì đây cũng là những cái mà chúng tôi đã cùng với Bộ Vụ Pháp chế của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Bộ Văn hóa, để mà xây dựng những cái thông tư hướng dẫn và xây dựng những cái chế tài. Thì những cái hoạt động này thực sự cũng là những vấn đề mà cần quan tâm. Hơn 20 quốc gia đã cấm hoàn toàn. Thế còn các quốc gia mà không cấm thì có thể quản lý, nhưng mà quản lý thì rất khó. Chúng ta phải có trang thiết bị máy móc để thử nghiệm và có năng lực. Khi quản lý, chúng ta phải đảm bảo làm sao mà giới trẻ nó hoặc người không hút thuốc mà không tiếp cận sản phẩm đó. Còn những người đang hút thuốc mà sử dụng thì cũng có thể chấp nhận được. Thì cái quản lý là rất là phức tạp. Thì Tổ chức Thế giới khuyến cáo là các nước nên chọn các phương án nó khả thi đối với mình. Và với Việt Nam thì chúng tôi thấy phương án cấm cũng là nó phù hợp. Theo các chuyên gia, một khi đã nghiện nicotine trong thuốc lá điện tử, thì người hút thuốc sẽ rất dễ sử dụng thuốc lá truyền thống do giá thành rẻ và hàm lượng nicotine cao hơn. Vì vậy, một số quốc gia đã cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử. WHO cũng kêu gọi các quốc gia cần hành động kịp thời để bảo vệ giới trẻ không bị lừa dối bởi các quảng cáo gây nhầm lẫn, đồng thời kêu gọi một thế hệ trẻ không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm gây nghiện. Thưa quý vị, những chậu cây kiểng, cây xanh trước nhà lâu nay đã trở thành mục tiêu bị các đối tượng đảo chích nhắm đến. Mới đây nhất, camera nóng đã cập nhật vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh của một cặp đôi cảnh tặc hoạt động rất tinh vi. Hai đối tượng dáng vẻ bề ngoài trông giống như công nhân lao động, nhưng thực chất lại là những tên đảo chích cây xanh chuyên nghiệp. Clip camera ghi nhận trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 quay lại cảnh tượng một đối tượng nữ ăn trộm cả chậu cây kiểng lớn để trước nhà dân rồi tẩu thoát nhanh chóng cùng đồng bọn. Lúc này con đường khá vắng vẻ nên bọn chúng không bị ai phát hiện. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đang đứng chờ mua đồ, một người phụ nữ bất ngờ bị hai tên cướp phóng xe máy ngang qua, cướp đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay chỉ trong tích tắc. Quý vị hãy xem những hình ảnh sau và nhớ đừng lướt mạng ngoài đường nữa nha. Hình ảnh cho thấy một người phụ nữ chạy xe máy chở theo em bé đi mua đồ tại một tiệm tạp hóa. Trong lúc đợi lấy đồ, người này lấy điện thoại ra bấm, thì bất ngờ hai đối tượng đi xe Way màu xanh từ phía sau tiến tới nhanh chóng giật điện thoại rồi tẩu thoát. Tình huống diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến người phụ nữ không kịp trở tay. Còn bây giờ là một vụ tai nạn vừa xảy ra tại ngã tư Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và đã được camera hành trình của chiếc xe ô tô ghi lại gửi về camera nóng. Nguyên nhân tai nạn xuất phát từ việc cố tình vượt đèn đỏ ngay ngã tư của một cô gái. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một chiếc xe ô tô đang di chuyển theo hướng Điện Biên Phủ. Khi đi tới ngã tư Nguyễn Xí thì bất ngờ gặp một cô gái đi xe máy cố tình vượt đèn đỏ. Do xử lý không kịp nên va chạm đã xảy ra. Cú tông mạnh khiến cho cô gái bị tông văng khoảng 2 mét trên đường. Rất may là nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Chibu một lần nữa trở thành chủ đề tranh cãi với các dự án âm nhạc mới khi nhá hàng teaser hát Lotto với màn chỉnh giọng thân sâu, Chibu khiến khán giả không thể nhận diện. Quả đúng là như vậy, thêm một lần nữa Chibu lại tạo nên những bất ngờ lớn cho người hâm mộ trong sản phẩm Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Mời quý vị cùng xem Chibu xuất hiện trên sân khấu hát Lotto bình dị như thế nào nhé. Sau thời gian dài ấp ủ, Chibu đã sẵn sàng trở lại với concept ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Teaser mới nhất của Chibu khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu kêu Lotto. Nhiều sản phẩm vẫn chưa được hé lộ toàn diện nhưng chất giọng và kỹ thuật của Chibu được đánh giá ngày càng có sự tiến bộ. Bên cạnh đó, sự chỉnh chu, chất lượng về cả phần nhìn lẫn phần nghe đã khiến khán giả rất nóng lòng chờ đợi sự trở lại đầy mới mẻ của nữ ca sĩ. Cô ca sĩ xinh đẹp Bích Phương mới đây vừa cùng lúc tung hai teaser cho cả hai MV gồm Một Cú Lừa và Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi. Tuy nhiên, Bích Phương cho biết cô chỉ ra mắt một MV dựa trên tỷ lệ bình chọn của người xem. Và mới đây, nhiều sao Việt trong đó có Subin Hoàng Sơn, Mai Phương Thúy cũng tham gia bình chọn. Nếu yêu mến Bích Phương, quý vị cũng hãy bình chọn MV mình thích nhé.
Với việc chơi lớn để toàn bộ số phận sản phẩm của mình cho khán giả chỉ vừa lên sóng teaser không lâu, Bích Phương lại tiếp tục gây sốt khi khiến các fan phải đau đầu lựa chọn đâu mới là quyết định hợp lý. Đặc biệt mới đây, Subin Hoàng Sơn và Hoa hậu Mai Phương Thúy đã được đặt cách xem trước toàn bộ cả hai MV Một Cú Lừa và Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi để thay Bích Phương lựa chọn một cái tên xứng đáng được cho lên sóng. Nhưng mà với cá nhân Subin thì bài thứ hai là cái bài mà Subin thích hơn, nó sâu hơn và nó có cái gì đó nó catchy và phần âm nhạc cũng nổi trội hơn. Chưa nói đến phần MV, tại vì mỗi một MV thì có một cái ý đồ của Phương cũng như là cả ekip mà Tiên nữa. Nếu mà cho Subin vote thì Subin sẽ vote Bích Phương ra full bài hát, ra MV và âm nhạc của bài hát thứ hai và bài hát Một Cú Lừa. Nhạc trong video clip với cả cái độ đầm trong cái diễn xuất của em mình. Được đấy. Nếu mà chọn thì Thúy sẽ chọn bài Một Cú Lừa. Còn quý vị đang mong muốn MV nào sẽ được Bích Phương phát hành tiếp theo? Hãy tiếp tục bình chọn cùng Bích Phương đến 8 giờ tối nay ngày 31 tháng 5 2020. Thưa quý khán giả, chuyên mục Tình Người Miền Tây số phát sóng những kỳ trước đã mang đến một chân dung người mẹ, người bà đầy kham khổ, luôn hết lòng vì con cháu. Đó là câu chuyện và hình ảnh của bà Nguyễn Thị Lệ, hay còn được gọi là bà Năm Ve Chai, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có câu chuyện của chị Nguyễn Thị Dung, ngụ ở ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, hơn 20 năm trời mang bạo bệnh. Đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia của các mạnh thường quân, những khán giả yêu quý chương trình đã chung tay đóng góp thành món quà nhỏ với hy vọng chia sẻ vơi bớt đi một phần nhọc nhằn cùng với các nhân vật của chương trình. Trước tiên, chúng tôi xin mời quý vị cùng biên tập viên Hải Nguyên quay trở lại thăm gia đình của bà Năm sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một tuần lễ phát sóng về câu chuyện của bà Năm Ve Chai thì đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của các mạnh thường quân. Và hôm nay, Tình Người Miền Tây sẽ mang món quà ý nghĩa này đến với bà. Bà Năm khỏe không bà Năm? Vậy thôi thì cũng mời bà Năm qua đây ngồi để nói chuyện xíu ha. Thì không biết là những ngày nay á, thì bà Năm đi mua cho chai có được không bà Năm? Nói chung thì bà Năm cũng gắng cố gắng lội, nhưng mà rồi mưa gió đâm ra mua cũng ít lắm con. Ê, cũng có đồ, có bữa nào mà mua được hơi khá khá thì thấy còn mừng mừng mà đi, không có rồi bà Năm rầu quá, phần nó đau quá, cái cột sống nó bị xáy quá, đau quá rồi bà Năm cứ lợi băng đá bà Năm nằm đại nó đi. Thì sau một tuần phát sóng, chương trình Tình Người Miền Tây cũng đã nhận rất nhiều cái sự đồng cảm của các mạnh thường quân gửi tặng với bà Năm. Thì hôm nay con thay mặt chương trình tặng bà Năm số tiền là 6 triệu đồng. Thì hy vọng với số tiền này bà Năm chăm lo được sức khỏe cho mình cũng như là sức khỏe của con bà Năm. Bà Năm cũng trước hết là bà Năm cũng thành thật cảm ơn các mạnh thường quân đã có lòng giúp đỡ cho mẹ con bà Năm. Đôi chân vẫn sẽ tiếp tục lê bước, lời rao vẫn sẽ còn cất lên trên các con đường quen thuộc, và hình ảnh của bà Năm vẫn còn xuất hiện để mưu sinh. Với món quà nhỏ này, hy vọng rằng sẽ giúp bà Năm có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe của mình, đồng thời có thêm những thang thuốc cho con trai của bà Năm có sức khỏe nhiều hơn để có thể gánh vác được kinh tế và phụng dưỡng mẹ già. Khoảng thời gian dài đằng đẵng chị Nguyễn Thị Dung gánh chịu nỗi đau. Chị từng trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ tử cung, đặt ống để vô hóa chất và thông nước cho thận. Do gia cảnh khó khăn, anh Nguyễn Thanh Bình, chồng chị Dung, phải xin cho chị về nhà điều trị ngoại trú 3 tháng tái khám một lần. Sau khi phóng sự về hoàn cảnh gia đình được phát sóng, không chỉ Tình Người Miền Tây mà rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đến giúp đỡ, ủng hộ gia đình số tiền để anh Bình an tâm hơn mà điều trị cho chị Dung. Vừa rồi thì cũng có Tình Người Miền Tây xuống quay
qua bên kia giúp đỡ gia đình cũng bệnh hoạn của vợ của chú. Thì chú cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân này kia cũng kịp thời cũng hỗ trợ cho chú một số tiền này kia. Chú cũng mong là sau này thì các mạnh thường quân cũng có nhân tay cũng giúp đỡ nhiều người như hoàn cảnh như vợ chú nữa. Chú cũng rất cảm ơn số tiền mạnh thường quân giúp đỡ này để thì cũng kịp thời để cho vợ đi dẫn ra thai sản. Thì cũng còn đây cũng mấy ngày cũng tới đợt rồi đây nó hỗ trợ cũng rất kịp thời. Gia đình cũng rất cảm ơn các nhà hảo tâm và từ thiện. Mỗi hoàn cảnh nhận được sự giúp đỡ đều bộc lộ rõ niềm vui mừng trong ánh mắt, không đơn thuần về vật chất mà họ có thêm yêu thương, thêm động lực để vượt lên số phận. Tình người miền Tây trong chuyến hành trình của mình luôn hy vọng lan tỏa tấm lòng thiện nguyện nhiều hơn nữa để những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, tiếp tục sống với niềm tin rằng họ không hề đơn độc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạc Ma và quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng chuyên mục Tình Người Miền Tây để giúp đỡ cho những số phận không may vươn lên trong cuộc sống. Và Tình Người Miền Tây ngày hôm nay xin được tiếp tục làm nhịp cầu nối với một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Mặc dù cơ thể khiếm khuyết nhưng chị Ngô Thị Phương ngày ngày vẫn lặn lội nắng mưa đi bán từng tờ vé số, kiếm chút tiền lẻ để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nếu như người phụ nữ bình thường làm mẹ đơn thân đã khó thì đối với chị Phương, con bến không chồng của chị lại càng lên đên hơn. Hơn 10 năm qua, người dân khu vực Tân Đông, xã Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ ngoài 40 với đôi nạng khập khiễng từng bước đi khó nhọc mời khách qua đường mua vé số. Mới bán bữa đầu tiên bị người ta lấy 63 tờ, không cho má biết luôn, khóc quá trời khóc luôn. Về nói với chị đại lý, chị góp lại ngày 10.000. Tại đi xuống dưới bờ không biết sao tự nhiên ta liệng cái cuốn sổ xuống vậy nè, cái tự nhiên khòm xuống ta chạy mất tiêu luôn, làm hại khóc muốn chết luôn. Ngày trước chị Ngô Thị Phương có gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn nhưng có vợ có chồng cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nào ngờ tai họa từ đâu ập đến khiến cơ thể chị không còn lành lặn. Chị nói một bú nè, rồi cũng như từ lúc mà nhỏ nhỏ cái nổi bự lên, rồi cái chị cũng mặn ăn nhưng mà nhà nghèo không có tiền đi chị để nhiều quá nó nhiễm trùng vô xương, rồi người ta mới chị đi qua bên ông bú khám, chị trốn chị không đi. Tại chị đi mình ên, chị lo bản thân mình ên, chị không nói ai hết trơn á. Đó bận quần dài gì nè, giấu, không nói ai hết trơn. Cái tới chừng chị đi hoài, chị buồn chị đi hoài, người ta không hiểu chị. Rồi cái tới chừng chị phát bệnh lên, rồi chị nằm bên bệnh viện. Rồi cái chị cho nhà hay mới là cắt chân luôn. Nhà nghèo, không có đất canh tác, đến cây ăn cũng phải chạy vay từng bữa. Nói chỉ đến việc đến bệnh viện điều trị bệnh tình. Đã nhiều lần chị ngất xỉu trên đường, được người dân mang đến bệnh viện. Bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể, cần phải nhập viện để theo dõi. Dù bệnh tật, dù cơ thể mệt mỏi, chị được chống đỡ bằng một cái chân yếu ớt, chông chênh. Nhưng chị chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi. Bây giờ mình còn trẻ, mình gắng đi mà đi bán vé số, rồi lúc khư chân rồi sợ không đi bán vé số, khóc hoài vợ mắt không thấy được, mắt sổ kim không được. Bây giờ đi bán số được rồi, hết khóc rồi. Bán số ngày vậy đó, ngày nào cũng đi chứ. Mới khóc cái chân vậy, chỉ buồn cái chân vậy thôi, tại vì sao tự nhiên chị bị cưa chân là chị không ăn được gì chứ.
chứ chị không nghĩ nghĩ mắc tiểu chân rồi. Mắc chân gì rồi chị? Chị không có bằng ăn được gì chứ. Sao giờ đi bán cái số rồi. Lúc chị cắt chân chị buồn dữ lắm. Bây giờ cắt chân rồi, giờ cái chân giờ đi ra nhiều khi cũng buồn lắm mà. Tại vì gán cố lên ăn mặn chứ giờ nghĩ khóc hoài nó cũng vậy thôi à. Nhìn cũng tuổi lắm, nhiều khi đi người ta cũng không có, mình không có gì người ta cũng nghĩ mình cắt chân vậy đó. Tuổi lắm, sợ mặn không có tiền rồi khổ. Chứ không sợ gì. Giờ đi ngày đi bán cái số về ăn đó. Khi nỗi đau mất đi một chân chưa nguôi ngoai, thì chồng chị cũng rời bỏ gia đình. Nỗi đau chồng lấy nỗi đau. Dù mạnh mẽ đến đâu thì người phụ nữ nhỏ bé này cũng có lúc cảm thấy như gục ngã. Số phận dường như đang thử thách sức chịu đựng của người phụ nữ tật nguyền. Sự ly tán đã trở thành một gánh nặng tâm lý, khiến nhiều lần chị muốn buông xuôi, bỏ đi tất cả. Bỏ rồi. Giờ ta đâu có thương chị đâu, ta bỏ chị luôn rồi. Rồi về chị lo cho con vậy đó. Rồi kệ người ta đi. Tại vì mình không có duyên nợ với người ta thì thôi kệ, chứ không nói gì được. Nhiều khi cũng đôi lúc thì cũng buồn dữ lắm cưng, nhưng mà buồn tuổi, nhưng mà suy nghĩ lại thôi, mình không duyên nợ thì thôi, không quan tâm tới. Chỉ bây giờ gán bằng kiếm tiền để cho con thôi, chỉ nghĩ nhiều vậy thôi. Hồi lúc chị ghi cái tấm giấy vậy nè, mà giờ tấm giấy đó không biết chị để đâu nữa. Chị nói với con chị á, tự nhiên chị có chết đó, là kêu nó là đi về, nó ở lại với cha nó đi. Rồi tự nhiên dầu gì cũng đỡ, thì bên ngoại cũng thương chứ không phải là không thương, cũng như là chị ghi gì là vậy đó. Mà nhưng mà chị suy nghĩ, nhiều người ta nói rồi chị không chết nữa. Không chết, người ta nói dầu gì cưng cũng còn con, cưng dầu cưng sống, cưng không làm gì được, cưng cũng phải là cái chỗ nương tựa của nó. Cưng chết rồi là nó bơ vơ. Bởi vì giờ chị không có chết nữa. Cuộc sống không làm cho chị nguôi quên quá khứ. Ban ngày phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, và tối đến lại phải đối mặt với nỗi đau dằn vặt, khổ tâm. Chút ít hy vọng mong manh, chị gửi gắm vào từng tờ vé số, những mong con trai mình an tâm học thành tài. Thắng ơi, cố lên, hạnh phúc của mẹ là vì con. Vâng ạ, đã là phụ nữ, không ai là không mong muốn có một nơi nương tựa. Nhưng mà ước mơ này với chị Ngô Thị Phương thật xa vời, phải không Bích Hồng? Với cá nhân Lan Nhi, thực sự vô cùng cảm động trước nghị lực sống của chị ạ. Hy vọng là quý vị khán giả chúng ta tiếp tục đồng hành cùng Tình Người Miền Tây để tiếp thêm sức mạnh cho chị Phương quý vị nhé. Mọi đóng góp hỗ trợ xin liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 097-122-5053. Một lần nữa, chân thành cảm ơn hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạc Ma đã đồng hành. Còn bây giờ thì Lan Nhi cũng như Bích Hồng xin được kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Chúc quý vị thật nhiều hạnh phúc.